150 gram. Cái trọng lòng bánh nó sẽ dày lên. Đây là được tính kích thước này là 6 phần rưỡi. 6 phần. Đánh 200 gram nó sẽ dày đi. Các bạn mua máy dập khuôn bánh trung thu liên hệ qua số điện thoại 0934468222, 0904432111, 0836 Nguyễn Trãi và 79 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Thanh Hóa, Thanh Hóa cho con. Dập mà hãy tăng lên tên tí, 1 hơi rưỡi nha. Xem lại 200 gram. Alo. Hey.